Ừ, cô chú ơi, lại là Mẫn đây. Sáng nay Mẫn sẽ đi thăm vấn, cô chú đi thăm vấn với Mẫn nha. Cái này vừa dài đám nữa, cái xuồng của ông cậu hư luôn. Vừa dài đám nữa là hư luôn. Rồi đi đây. Đi đây. Nè, bước lên thì bước lên đây. Ôi, đòi ruộng. Cho nghỉ xuống luôn. Cho nghỉ xuống luôn. Cho nghỉ xuống luôn. Hồi sáng mưa dữ dằn luôn cô chú. Mưa quá trời mưa. Mình tính là chắc không tặng đâu, ai về tặng cũng đỡ. Cái đầu lên bờ bên kia mình bắt đầu như thế. Đi nè, tỏi đòi đâu. Ai nuốt lên ha. Tại giờ ba cũng có mưa này nên. Dấn thì chìm luôn rồi. Mùi ốc quắn kìa trời, con cành cành không ta? Cái dấn này chìm ngủm luôn. Vẫn thăm cái dấn này trước cô chú ơi. Thăm cái này đi. Bữa nay ít ốc nữa rồi, có mấy con à. Cái giống này. Cái giống này hy vọng là sẽ có cá. Bữa nào loại nước dở nó còn dở được ở dưới. Nói nào mà ngồi lên xuồng dở cái khó dở quá chừng luôn. Cua. Nói chung là tạm ổn của chú. Ra cái giớn này bị người ta dở rồi. Cái giớn này là mấy ngày, bữa nay nó là 4 ngày mới bị dở. Tại vì cái dây vẫn buộc nó. Vẫn buộc vẫn nhớ cái dây. Đây cô chú, cái mối vẫn buộc vẫn cho cô chú coi. Là 10 cái như một. Cái giớn vậy không à. Không bắt rồi, tí. Thôi lỡ rồi, không biết rồi quay lại.
nó có gì rớt chưa nữa. Ồ, nó cắn vỏ cây á. Ủa quá. Ôi cô chú ơi, cái bê luôn ha, bự. Bữa nay lúa quá chừng cao rồi. Gì đen bắt không được tức cái gì ạ? Con nhiều lắm, quá trời cua con luôn, nhóc cái chân. Bự của chú. Em không bỏ nó ở ngoài đi. Trời ơi, hết quá trời bự rồi. Thôi bò đi đâu bò đi. Mệt quá rồi, gỗ đậy cũng không được luôn.
đỡ luôn. Hai bên bờ ổi mọc nhiều lắm cô chú. Ba cái ổi này nó không có ngon. Ổi này nó chát lắm. Đủ trơn luôn. Ở đây hai cây ổi nữa nè, hai cây một lượt luôn. Mình thấy chủ yếu là cây bình bát nè, cây sim nè, cây ổi nè, cây dán. Mấy cây này nhiều. Các bạn cua, thấy cua bò lẫn ngẩn rồi. Ôi cua không, vẫn còn nguyên. Chỉ có cái đầu tiên là bị tháo dây thôi, cái này vẫn còn nguyên. Hôm rày á vẫn dính mấy con lươn á, bị sảy một mớ, còn mớ cái nó ra ngoài xuồng á, cái nó vô trong cái xuồng nó có mấy cái lỗ, nó chui vô trong đầu kia mà chui không thấy ra luôn, ở trỏng luôn. Cua không rồi, ngắt cua luôn. Có cắt ở dưới đây nè, cắt ở dưới đây. Cua nó kẹp con ếch cô chú, gan ruột banh chành luôn. Cua nó rồi cứ ngắt cua luôn, xíu thì chắc đi cân cua quá. Ôi trời, quá trời, cái thao bữa nay muốn dở quá trời, bội thu luôn.
quá. Im gì đâu á. Hỏi cần gì vớt ốc luôn. À bữa nay, ấy bữa nay cũng không có ốc để vớt nữa. Ốc quá. Rồi xong. Giờ Mẫn đi về cái mình lựa ra cô chú nha. Bây giờ mình lựa ra. Em ơi đi về. Đi vướng gì ta? Cảm giác như nó có vướng cái gì dưới dưới lượng dưới. Em ơi đi về đi em ơi. Cua. Ý da. Rồi hai con xuống dưới kia luôn. Cua này để nấu không riêu à. Con kiến. Quăng. Cua nhỏ quăng. Cua nhỏ quăng. Xét nữa chờ. Mà nó nhảy ra nè. Cua. Cái này làm sao ta? Cá lau kiến này. Tôi bỏ lại đây. Tết. Ốc này nhiều quá à. Phải lựa ốc ra mà Mẫn mới lựa tép ra được cô chú ơi. Cái này mình phải bắt ốc ra. Cô chú ơi Mẫn lựa xong hết rồi cô chú. Lựa được đây. Nó còn nửa rổ tép luôn. Xong một rổ ốc. Ốc này là ốc vu vàng. Còn cái này là ốc quắn này cô chú. Quá trời luôn. Quá trời ngon. Đây còn mớ cá à. Cá mấy gầm. Ủa cá mấy gầm ngon ngon không nha. Đã quá à. Ở đây là cua. Nói chung là giớn cá hôm nay của Mẫn quá chừng ổn luôn. Quá chừng bội thu luôn. À, Mẫn xin kết thúc video tại đây. Quý cô chú anh chị cả nhà mình yêu thích video của Mẫn, cho Mẫn xin một like, một lượt đăng ký và bật chuông thông báo huyện Mẫn luôn nha. Hẹn quý cô chú anh chị cả nhà mình ở video sau nè. Và Mẫn lựa thêm một mớ tép nữa. Chưa có lựa hết. Mình để dành mình làm gỏi nha.